Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh mình. Thì hôm nay mình giới thiệu các bạn một cái bài tập liên quan đến mối liên hệ giữa Kp và alpha hay là độ phân ly ở trong cái phản ứng của N2O4 chuyển thành NO2. Người ta cho các giá trị về S0 và delta H0 và sau đó cho giá trị về P của hệ đang ở một ATM và T bằng 298K và người ta hỏi cái alpha này bằng bao nhiêu. Thì bây giờ mình sẽ làm cách tổng quát trước và sau đó các bạn có thể là áp dụng các bạn nhé, hướng dẫn này. Bây giờ mình viết lại chút N2O4 chuyển thành NO2 đấy, đúng không ạ? Bắt đầu mình giả sử như là nó có giá trị là P đi. Đấy, P nhé. Phân ly thì là P nhân với alpha. Đấy, P nhân alpha, các bạn nhớ là alpha thì bằng gì ạ? Cái lượng phản ứng nó bằng P của N2O4 phản ứng và chia cho P của N2O4 ban đầu. Đấy, thì đấy chính là cái độ phân ly. Thế bây giờ chúng ta chuyển sang bên này thì đây sẽ là gì? Các bạn cân bằng 2 này, thế là 2P nhân với alpha. Vậy cân bằng thì các bạn sẽ lấy giá trị ban đầu và trừ phân ly, như vậy đây sẽ là P nhân với 1 trừ alpha, còn bên này sẽ là 2P nhân với alpha. Vậy từ đó các bạn sẽ suy ra được Kp là bằng gì? Kp thì bằng, chúng ta lấy cái P của NO2 bình phương và chia cho P của N2O4, vậy là sẽ bằng 2P alpha tất cả bình phương và chia cho P nhân với 1 trừ alpha. Thì các bạn thay, các bạn rút đi thì đây sẽ là 4 này, P bình phương và rút một cái P này chỉ còn P thôi, nhân với alpha bình phương và chia cho 1 trừ alpha. Như vậy đây chúng ta có số 1 nhé. Bây giờ các bạn có P hệ bằng gì ạ? P hệ thì có phải bằng P của NO2 cộng với lại P của N2O4 đúng không ạ? Thì nó chính bằng 2P alpha và cộng với lại P nhân với 1 trừ alpha. Vậy nó chính bằng gì ạ? Bằng P nhân với 1 cộng alpha. Vậy rõ ràng từ đây các bạn sẽ suy ra P bằng gì ạ? Bằng P của hệ đúng không ạ? Và chia cho 1 cộng với alpha. Thì đây là biểu thức số 2 các bạn nhé. Từ 1 và 2 thì các bạn sẽ thay cái P này lên trên thì các bạn sẽ có được Kp sẽ bằng gì? Bằng 4 nhân với cái P này chính là P hệ này chia cho 1 cộng alpha đúng không ạ? Nhân với alpha bình phương và chia cho 1 trừ alpha. Đó. Và các bạn rút gọn đi thì các bạn sẽ có Kp bằng gì? 4 nhân với P hệ nhân với alpha bình phương và chia cho 1 cộng alpha nhân 1 trừ alpha thì chính là 1 trừ alpha bình phương. Và các bạn sẽ nhớ cho mình cái biểu thức này nếu mà các bạn ngại việc chứng minh, không các bạn cứ làm từ từ. Thế giờ đề bài đã cho cái P hệ bằng 1 ATM rồi, thế giờ các bạn chỉ cần gì ạ? Có Kp thì các bạn sẽ suy ra được alpha, hoặc có alpha thì các bạn sẽ suy ra được Kp. Thế giờ đề bài đã cho cái Kp này các bạn nhé, chưa thì các bạn phải tính thông qua biểu thức sau. Các bạn nhớ là delta H0 trừ T delta S0 thì bằng delta G0 đúng không ạ? Và delta G0 là bằng trừ RT và logarithm của Kp. Như vậy chúng ta phải thực hiện cái mối liên hệ phải tính thế này đúng không ạ? Và tính thế này để các bạn suy ra được giá trị Kp này. Và sau đó các bạn thay vào biểu thức phía trên để chúng ta tính được. Thế giờ delta H0 của phản ứng thì bằng gì ạ? Thì các bạn nhìn lên cái bài phía trên này đúng không ạ? Rõ ràng người ta đã cho delta H0 của hai cái chất này rồi. Và các bạn nhớ là cái NO2 này các bạn phải nhân với 2 nhé và trừ đi cái này. Đây là cho nhiệt sinh đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Như vậy là thay số vào thì sẽ 2 nhân với lại 9,652 chính là cái của NO2 trừ đi 33,81 và chúng ta sẽ tính được con số. Mình tính được con số nó bằng -14,506 đơn vị là kilojoule. Và đây là nhỏ hơn 0, vậy suy ra có chỉ là tỏa nhiệt các bạn nhé. Tỏa nhiệt. Tiếp theo, các bạn cũng tính delta S0 của phản ứng đúng không ạ? Bằng 2 nhân với lại cái delta S chia lên cái S của cái thằng NO2 đúng không ạ? Như vậy nhân với 301,796 này. Các bạn trừ đi 239,1 thì mình tính được con số là 364,492, đơn vị là joule trên 9K các bạn nhé, joule 9K. Rồi, vậy từ đó các bạn sẽ tính được
À, chúng ta thay vào biểu thức này đúng không? Thì các bạn thấy là âm 14,506 này nhân với, các bạn nhớ phải nhân với 10 cộng 3 này để chuyển về đơn vị là joule, vì ở đây đang là joule này, cái đây là kilojoule này, trừ đi t là 298 nhân với delta s là nhân với 364,492. Các bạn kiểm tra lại con số này giúp mình bằng trừ r, đơn vị ở đây là joule, do vậy là r sẽ là trừ 8,314 nhân với gì các bạn, t là 298 đúng không, nhân với logarithm của kp. Như vậy rõ ràng từ đây các bạn sẽ tính được kp, và từ kp thì các bạn thay lên biểu thức bên trên này, các bạn tính ra giá trị alpha các bạn nhé. Ok, như vậy đấy là cái bài tập mà liên quan đến phần mối liên hệ giữa giá trị kp cũng như là độ phân ly alpha, và mình tính được cái kp trong cái phản ứng này nó bằng 3,82 nhân với 10^-21 này, một số rất là lớn đúng không ạ, lớn, nên là ở cái nhiệt độ này nó rõ ràng tạo ra ngay cái NO2 này. Chúng ta thấy rằng các phản ứng thông thường đúng không ạ, khi mà phản ứng kim loại cộng axit mà tạo thành khí NO2 này hả, mà điều kiện thường thì chắc chắn nó sẽ thành cái này, còn nếu mà làm lạnh ấy, thì lúc đấy các bạn nó sẽ chuyển về đây nhá. Mà thế là nguyên nhân vì sao, nói thêm một chút về nguyên nhân vì sao cái NO2 lại có thể chuyển về đây, như là chuyển về dạng dimer, thì các bạn thấy rằng thằng NO2 đúng không ạ, thì các bạn viết ra đôi O này và sau đó một cái thằng O, thì trên này nó vẫn còn một cái E. Như vậy xung quanh thằng niter này lúc này mới có 7 E thôi các bạn ạ, và 7 E thì nó xu hướng tạo thành dimer nhé. Đấy thì thành thằng niter như này đúng không ạ, rồi đôi O và đây một liên kết O. Đấy, tất nhiên là những cái O, hai O này thì không có tính phân biệt, hai O này thì người ta hoàn toàn viết công thức giải tỏa được rồi. Cảm ơn các bạn đã xem cái phần video này. Nếu có câu hỏi hay vấn đề gì thắc mắc, các bạn vui lòng comment ở phía cuối video này nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.